Xin chào tất cả quý phụ huynh và các em học sinh. Video học hôm nay chúng ta sẽ cùng đi vào bài 35 ở trong quyển vở bài tập toán lớp 1 bộ sách Cánh Diều. Bài số 1 yêu cầu các bạn tính nhẩm. Chúng ta có một số các cái phép toán ở đây. Các em tính nhẩm để chúng ta ghi ra kết quả. Ví dụ như ở đây chúng ta có 4 cộng với 4 thì bạn này nhẩm ra bằng 8 ở đây. Chúng ta viết 8. Tương tự, ta có 2 cộng 2 thì bằng 4. Các em viết 4. 3 cộng 3 bằng 6. Các bạn viết 6. 4 cộng 4 bằng 8. Các bạn viết 8. Và 5 cộng 5 bằng 10. Các em viết 10. Sang cột thứ 2, các em cùng nhẩm 6 cộng 2. Các em có thể sử dụng cái phương pháp là đếm thêm, đúng không? Đấy, đếm thêm 6, rồi chúng ta đếm thêm 6 rồi đúng không? 7, 8. Đấy, như vậy 6 cộng 2 bằng 8. Các bạn viết 8. 2 cộng thêm 6. Như vậy chúng ta đếm thêm 6 nữa, 2 rồi đúng không? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, đúng không nào? Như vậy chúng ta sử dụng, các em có thể sử dụng cái phương pháp đếm thêm. Còn bạn nào nhẩm được luôn thì chúng ta nhẩm luôn. Đấy, 8 trừ đi 2. 8 trừ đi 2 thì các em nhẩm bằng 6. Các bạn viết 6. 8 trừ đi 6 thì bằng 2. Các em viết 2. Tiếp theo, 4 cộng với 0. Tất cả các số khi cộng với 0 thì nó đều bằng chính số đó. Như vậy, 4 cộng 0 bằng 4. Các em ghi 4. 0 cộng với 6 thì bằng 6. Các bạn điền 6. 8 trừ đi 0 thì vẫn bằng 8. Và 9 trừ đi 9 thì bằng 0. Tiếp theo, 10 trừ đi 7 bằng 3. Các em viết 3. 10 trừ đi 9 thì bằng 1. Các bạn viết 1. 6 cộng với 3 thì bằng 9, đúng không nào? Các em viết 9. Và 9 trừ đi 4 bằng 5. Các em viết 5. Như vậy chúng ta đã vừa tính nhẩm xong được bài tập số 1. Bạn nào mà chưa nhẩm xong thì các bạn dừng một chút để tiếp tục làm cho xong. Bây giờ cô và các bạn chuyển sang bài tập tiếp theo, đó là bài tập số 2. Ta có bài tập số 2 như sau. Yêu cầu các em viết các phép cộng có kết quả là 8 từ những thẻ số, từ những cái thẻ số sau. Ví dụ, ở đây bạn voi đã lấy 7. 7 cộng thêm 1 để bằng 8. Đây người ta hỏi các bạn là viết các phép cộng thôi các bạn nhé. Phép cộng thôi. Chúng ta chỉ viết phép cộng, chúng ta không viết phép trừ. Như vậy, chúng ta có 7 cộng 1 bằng 8 này. 8 này cộng 0 bằng 8 này. Chúng ta có phép toán thứ hai là 8 kem cộng 0 bằng 8. Được chưa? Các bạn có 6 cộng 2 cũng bằng 8. Năm kem cộng 3 cũng bằng 8. Và 4 cộng 4 bằng 8.
Ngoài ra, các bạn có thể viết các cái phép toán khi chúng ta đổi chỗ các cái số hạng này. 7 cộng 1 bằng 8, Ken có thể viết là 1 cộng 7 thì cũng bằng 8. Đây, Ken đổi chỗ hai số này, 7 cộng 1 bằng 8 thì một bạn viết 1 cộng 7 bằng 8 cũng được. 8 cộng với 0 bằng 8 thì các em có thể viết 0 cộng với 8 để bằng 8. 5 cộng 3 bằng 8 thì các em có thể viết đổi chỗ hai cái số hạng này thì chúng ta có 3 cộng 5 bằng 8. Sáu cộng hai bằng tám, các bạn có thể đổi chỗ viết thành hai kem cộng với sáu để bằng tám. Như vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành thêm được bài tập số 2. Những ai chưa xong, các em hãy dừng lại để tiếp tục làm cho xong. Cô chuyển sang bài tập tiếp theo là bài tập số 3. Ta có bài tập số 3 như sau. Yêu cầu các bạn điền số vào các cái ô trống ở đây. Đấy. Chúng ta trả lời câu hỏi 6 cộng với mấy để bằng 9. 6 cộng với mấy bằng 9 thì ta có là 6 cộng với 3 thì bằng 9 đúng không? Và ở đây các bạn sẽ điền 6 cộng với 3 để bằng 9. 5 trừ đi mấy để bằng 3 thì 5 trừ đi 2 thì sẽ bằng 3. Như vậy ở đây các bạn điền số 2. Hoặc ở đây các bạn nhìn thấy đây là cái phép trừ. Phép trừ, nếu các bạn muốn tìm số ở phía sau dấu trừ này này. Đây này, trong cái phép trừ này nhá, chúng ta chưa quan tâm đến cái phần dấu bằng và số 3 phía bên này. Trong cái phép trừ 5 trừ đi 2 thì cái ô trống này này nó nằm sau dấu trừ. Còn số 5 này đứng ở phía trước dấu trừ. Vậy muốn tìm số ở phía sau dấu trừ thì các em lấy hai số đã cho, các em trừ cho nhau. Như vậy các em lấy 5, các em trừ đi 3 để bằng 2. Đấy, tìm số sau dấu trừ thì chúng ta sẽ lấy hai số các em trừ cho nhau, tức là lấy 5 trừ 3 bằng 2. Hoặc các em có thể trả lời câu hỏi là 5 trừ đi mấy để bằng 3 thì ta có 5 trừ đi 2 bằng 3. Tiếp theo, 7 cộng với mấy để bằng 10. Thì 7 cộng 3 bằng 10. Các bạn điền số 3 vào. Tiếp tục, 9 trừ đi mấy bằng 6. Vậy 9 trừ đi mấy bằng 6 các bạn? 9 trừ đi 1 này thì bằng 8 này. 8 trừ tiếp đi 1 bằng 7 này, 7 trừ tiếp đi 1 nữa thì bằng 6 đúng không? Như vậy ở đây là 9, chúng ta trừ đi 3 thì bằng 6. Đấy, trừ đi 3 con số 1 đúng không? 2 cộng thêm mấy để bằng 5 thì ta có 2 cộng 3 bằng 5. 10 trừ đi mấy để bằng 3 thì ta có 10 trừ đi 7 bằng 3. Sang bài tập số 4. Bài tập số 4 là một bài về so sánh. Để đi so sánh thì các bạn phải qua hai bước. Bước đầu tiên là các bạn đã đi tính, cái nào tính được thì chúng ta tính. Bước thứ hai là chúng ta mới đi so sánh. Như vậy ở đây các bạn sẽ tính cho cô 3 cộng với 5. Cái vế bên trái đây đang là một phép cộng này. Thì các em tính kết quả của này ra. Ta có 3 cộng 5 bằng 8. Như vậy vế bên này bằng 8 này. Bên này bằng có 6 thôi.
thì 8 sẽ lớn hơn 6, các bạn điền dấu lớn hơn. Đấy, nhẩm kết quả ra. Các em nhẩm kết quả bên này này. Ta có 3 cộng với 5, các bạn nhẩm ra thì bằng 8, có phải không nào? Như vậy bên này bằng 8 và bên này bằng có 6 thôi, thì 8 sẽ lớn hơn 6. Tương tự, 8 trừ đi 6, các bạn so sánh với số 0, thì các em lấy 8 trừ đi 6 sẽ bằng bao nhiêu? À, ta có 8 trừ đi 6 thì bằng 2. Bên này kết quả bằng 2, còn bên này bằng 0. Như vậy chúng ta so sánh thì 2 sẽ lớn hơn 0. Các em tiếp tục điền dấu lớn hơn. Rồi, 5 cộng với 5 các bạn đi so sánh với 10. Thì các em phải tính kết quả phía bên trái này. Xem thử 5 cộng 5 bằng mấy. Thì 5 cộng với 5 bằng 10. Bên này bằng 10 và bên này cũng bằng 10 thì các em điền cho cô dấu bằng. Tiếp theo, cái này cũng vậy. Các em tính cái kết quả đi tính đã. Đấy, những cái bên nào mà có cái phép tính thì các em phải tính kết quả đã. Sau đó so sánh kết quả với bên còn lại đấy các bạn. Ta có 7 trừ đi 0 thì bằng 7 phải không nào? 7 trừ đi 0 bằng 7. Bên này bằng 7, bên này cũng bằng 7 thì các em điền dấu bằng. Tiếp theo, ta có 4 cộng 4 này thì bên này bằng 8 này. Bên này bằng 8, bên này bằng 9 thì ta có 8 bé hơn 9 này, điền dấu bé hơn. Đấy. 2 trừ đi 2 thì bằng 0. Bên này bằng 0. Còn bên này lại bằng 2. Như vậy thì 0 sẽ bé hơn 2, em điền dấu bé hơn. Xong bài tập số 5. Ai chưa xong bài tập số 4, các em dừng một chút để các em làm cho xong. Bài tập số 5 là một bài tính. Trong một biểu thức có hai phép cộng hoặc có hai phép trừ thì phép toán nào đứng trước các bạn thực hiện trước, phép toán nào đứng sau các bạn thực hiện sau. Như vậy ta có 3 cộng với 1 cộng với 6 thì cái phép toán này đứng trước này. Các em sẽ thực hiện phép toán này trước. Ta có 3 cộng 1 thì bằng 4 đúng không? 3 cộng 1 bằng 4 này. Như vậy cái phép tính này bằng 4. Đây, các em có thể ghi nhỏ vào đây. Đấy, 3 cộng 1 bằng 4. Vậy các em lấy 4, các em cộng thêm 6 nữa thì ở đây sẽ bằng 10. Tiếp theo, 9 trừ đi 1 trừ đi 3. Có hai phép trừ, phép toán nào đứng trước các em thực hiện trước. Như vậy các em lấy 9 trừ đi 1 trước. Vậy 9 trừ đi 1 thì sẽ bằng 8 phải không? Đấy. Vậy bây giờ các em lấy 8, các em trừ đi 3. 8 trừ đi 3 thì đây sẽ bằng 5. Các em điền 5 vào. Tiếp theo, 8 trừ đi 4 trừ đi 3. Chúng ta có 8 trừ đi 4 này. Phép toán này đứng trước, các em thực hiện trước. 8 trừ đi 4 thì bằng 4 đúng không? Vậy bây giờ các bạn lấy 4 này các em trừ đi 3. Thì 4 trừ đi 3 thì sẽ bằng 1. Các em điền 1 vào đây. Cuối cùng, 3 cộng 4 cộng với 2. Thì cái phép toán 3 cộng 4 nó đang ở trước. Các em thực hiện phép toán này trước. Ta có 3 cộng với 4 thì bằng 7. Vậy ở đây các bạn sẽ lấy 7, các em cộng tiếp với 2 nữa thì ở đây sẽ bằng 9. Sau bài tập tiếp theo là bài tập số 6. Bài tập số 6, các em quan sát chúng ta có một bức tranh. Ở đây là có một cây su su. Trên cây su su này có tất cả, bên này có 1, 2, 3, 4, 5, 6 quả. Phía bên trái có 6 quả, phía bên phải có 3 quả. Như vậy phép toán ở đây, các em sẽ lấy 6, các em cộng với 3
thì bằng 9. Hoặc bạn nào viết là 3 cộng với 6 bằng 9 thì cũng được nhá. Như vậy chúng ta có 6 cộng 3 bằng 9. Hoặc bạn nào viết là 3 cộng 6 để bằng 9 thì cũng đúng nhá. Và ở đây chúng ta lấy tất cả 9 này. 9 kem trừ đi 3 này thì sẽ bằng 6. Mà các bạn lấy 9, các bạn trừ đi 6 thì sẽ bằng 3. Như vậy ở đây, ví dụ cô lấy tất cả 9 này, cô trừ đi 3 này, trừ đi 3 quả bên này, thì bên này sẽ còn 6 quả. Bạn nào viết phép toán là 9 trừ đi 6 để bằng 3 thì cũng được nhá. Tiếp theo, hình B. Ở phía bên trái có tất cả là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 con gà đang ăn thóc ở đây. Bên này có 2 con. Như vậy phép toán ở đây cô lấy 8, cô cộng thêm 2 bằng 10. Một bạn nào đấy viết rằng 2 cộng 8 bằng 10 thì cũng là đúng nhá. Thấy chưa? Bây giờ cô lấy tất cả 10 này, cô trừ đi 2 bên này. 10 trừ đi 2 thì bằng 8. Ở cái biểu thức phía dưới này, bạn nào viết 10 trừ đi 8 này bằng 2 thì cũng được. Như vậy ở đây chúng ta có hai cách viết. Viết cái cách viết ở phía trên này, các em viết là 8 cộng 2 bằng 10. Hoặc bạn nào viết là 2 cộng 8 bằng 10 thì cũng được. Ở phía dưới chúng ta có phép toán 10 trừ đi 2 bằng 8. Hoặc bạn nào viết 10 trừ đi 8 bằng 2 thì cũng đúng nhá. Trên đây cô vừa hướng dẫn cho các bạn chúng ta đi xong được bài 35 trong vở bài tập toán lớp 1 bộ sách Cánh Diều. Để tiếp tục đón xem các video mới trên kênh, các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh và bấm chuông nhé. Ủng hộ cho cô thì hãy giới thiệu bạn bè của các em hãy vào YouTube gõ từ khóa kênh Mít Hạnh để xem thêm các video mới trên kênh. Cảm ơn tất cả quý phụ huynh, các em học sinh đã dành thời gian theo dõi video giảng. Hẹn gặp lại tất cả quý phụ huynh, các em học sinh ở các bài học tiếp theo.